Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Học Tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với bài 5. Chiêu thiên khoai tạo là mùa thu sắp đến rồi. Trong bài này chúng ta sẽ được học về những cái màu sắc và cách dùng từ piao liang, su phủ. Bây giờ chúng ta đến với bài đàm thoại. Đi ủ cơ, chiêu thiên khoai tạo lờ. Chiêu thiên khoai tạo lờ. Thì trong bài này gồm có phần đàm thoại của Đại Văn, Trang Ly, Xin Mệ, Tôn Miễn đến 4 bạn lần các bạn ha. Đầu tiên Ta Quẩn nói: Nì khăn, su yè khăn, su yè biên hoàn lờ. Chiêu thiên khoai tạo lờ. Nì khăn, su yè biên hoàn lờ. Chiêu thiên khoai tạo lờ. À, nì khăn là bạn xem nè. Su yè biên hoàn lờ. Su yè ở đây là lá cây. Là cái lá của một cái cây. Biên là biến, biến là hay là thay đổi. Hoảng là màu vàng. Là lá cây biến thành màu vàng rồi. Chiêu thiên khoai tạo lờ. Chiêu thiên là mùa thu. Chữ thiên này là chữ thiên mình học rồi là ngày. Nhưng mà ở đây là nó nghĩa là mùa thu. Khoai tạo lờ là sắp đến rồi. Trang ly. Khở sư thảo hải sư lưu sơ đờ. Khở sư thảo hải sư lưu sơ đờ. Khở sư là nhưng mà. Thảo là có. Hải sư là vẫn còn. Lưu sơ là màu xanh. Đó, xanh lá đó. Nhưng mà có vẫn màu xanh lá. Xin mệ. Chiêu thiên. Thiên chi hẳn hảo. Hồ chứa đờ. Hẳn su phụ. Hẳn su phụ. Chiêu thiên. Thiên chi hẳn hảo. Hồ chứa đờ. Hẳn su phụ. Chiêu thiên mùa thu. Thiên chi là thời tiết nha. Thời tiết mùa thu. Ở đây cái này mình này là nó được ngắn gọn lại chứ theo cấu trúc là chiêu thiên tờ thiên chi. Cho nên mình nói trực tiếp là chiêu thiên thiên chi cũng được. Hẳn hảo là rất là tốt. Thời tiết của mùa thu rất là tốt. Wo jue de hen shu fu. Tôi cảm thấy, jue de là cảm thấy. Hen shu fu là rất thoải mái, dễ chịu. Shu fu là thoải mái, dễ chịu nha các bạn. Tông miễn. Chun thiên ye bu chua. Chun thiên ye bu chua. Chun thiên là mùa xuân. Ye bu chua là cũng không tệ và cũng không kém. Ta Wen. Chun thiên de shi hou. Wo men jia yuan zi. 有很多颜色的花, 红色的, 白色的都有。 春天的时候, 我们家院子, 有很多颜色的花, 红色的, 白色的也有, 都有。 春天, 母松, 的时候, 那 春天时候, 好了,不高级的,留着, là vào mùa xuân. 时候, cái này là, lúc, nó là khi, lúc đó, chỉ thời điểm tại, một cái thời điểm nào đó. 我们家院子, là, cái sân, cái vườn của nhà mình. 有很多颜色的花, có rất là nhiều màu sắc của các loài hoa. Hoa nhiều màu sắc. Hồng sơ tờ, hoa màu hồng, màu đỏ. Hồng là màu đỏ ha. Bãi sơ tờ, bãi là màu trắng. Màu trắng đều có. Ở đây á, tại vì cái chỗ này hồng sơ tờ có nghĩa là hồng sơ tờ hoa. Bởi vì ở đây mình lần trước mình đã nói lại hoa rồi, cho nên nếu mà mình liệt kê như vậy nó sẽ lặp lại cái từ hoa rất là nhiều lần. Thành ra theo cái cấu trúc này thì mình chỉ cần nói một lần là cái chữ màu sắc cũng của hoa đó một lần đầu
Rồi những lần sau mình chỉ cần nói là hỗn sơ tờ, bãi sơ tờ, người ta sẽ hiểu cái đó là mình đang nói về bông hoa. Xin mẹ, 我觉得红色的花最漂亮. 我觉得红色的花最漂亮. À, tôi cảm thấy bông màu đỏ là đẹp nhất. Bây giờ chúng ta đến với phần từ mới. Sân xứ. Chiêu thiên. Chiêu thiên là mùa thu. Su ye. Su ye là lá. Biên. Biên là biến, là thay đổi. Hoảng. Hoảng màu vàng. Thảo. Thảo là cỏ. Hải sư. Hải sư là vẫn. Là vẫn còn. Lư sơ. Lư sơ màu xanh. Thiên chi. Thiên chi. Thời tiết. Su phủ. Su phủ dễ chịu, thoải mái. Xuân thiên. Xuân thiên mùa xuân. Bú chua. Bú chua không tệ, à, là khá tốt. Yến sơ. Yến sơ là màu sắc. Sử hô. Sử hô là thời gian hay là lúc. Hoa. Hoa là bông hoa. Yuan zi. Yuan zi là cái sân hay là cái vườn nhà mà có một cái khoảng trống rộng đó nha các bạn. Hồng sơ. Hồng sơ là màu đỏ. Bái sơ. Bái sơ là màu trắng. Piao liang. Piao liang là đẹp. Lơ. Lơ là rồi ha. Bây giờ chúng ta đến với phần cấu trúc câu. Chư xỉnh. Chư xỉnh. Đây mình đến với cấu trúc là tờ sử hô. Thì cái, đối với cái cấu trúc này á, là lúc à, nếu mà mình kết hợp với cái chủ ngữ đằng trước á, là chiêu thiên tờ sử hô là vào mùa hè à, chỉ một cái thời điểm nào vào lúc mùa hè. Nhưng mình nói ngắn gọn vào mùa hè. Và đằng vế đằng sau của nó là một chủ ngữ hoặc là một câu ha. Chiêu thiên tờ sử hô. Thiên chi thai rơ lờ. Mùa hè. Vào mùa hè thì thời tiết rất là nóng. Chun thiên tờ sử hô. Yuan zi yếu hẳn tố yến sơ tờ hoa. Vào mùa xuân, sân nhà hay là sân vườn mình có nhiều bông hoa đủ màu sắc. Đông nghỉ, 下课的时候, 我想做, 你想做什么? Khi mà, ở đây thì mình dịch là khi ha. Khi mà tan học thì bạn muốn làm gì? 下课的时候, 我想去打球. Khi tan học tôi muốn đi đánh, muốn đi chơi bóng. Châu mô à, tờ sử hô à, à. Châu mô tờ sử hô. Wo men xì hoan bảo bù hờ yếu yông. Châu mô tờ sử hô. Wo men xì hoan bảo bù hờ yếu yông. À, cuối tuần ha. Đây chỉ một thời điểm thì mình hiểu là cuối tuần là được rồi. Chúng tôi thích chạy bộ và bơi lội. Lào sư ha. Này, nhì huy khan tiên sư mà. Hoàn sang ha. Như mình hỏi buổi tối đi ha. Hoàn sang the sử hô. Nhì huy khan tiên sư mà. Vào buổi tối thì cô có xem TV không? À, giờ tâm lý ha. Mình hỏi là trước khi đi ngủ là bạn có đọc sách hay không? Suy giao chiến. Suy giao chiến tờ sử hô. Thường mình dùng suy giao sử hô ha. Suy giao sử hô là khi đi ngủ. Nhí à, ha, đây là wo thì là tôi ha. Suy giao sử hô wo. 我要先刷牙 à, như mình tôi sẽ đánh răng trước à. 睡觉时候, khi đi ngủ tôi sẽ đánh răng trước. Đến với từ
biến lợ. Biến lợ là cái gì? Biến rồi, thay đổi. Biến là thay đổi nha, chứ không phải biến mất ha. Ở đằng giữa của chữ biến này với chữ lợ là một cái tính từ. Ở đây nè ha, biến hoảng lợ. Biến vàng rồi. Ở đây cái biến màu vàng á, tức là chữ vàng ở đây nó không có nghĩa là biến thành cái màu sắc màu vàng. Mình phải hiểu đây, cái lá nó úa tàn rồi ha. Xiao liang thì là đẹp ha, trở nên đẹp. Biến xiao là biến thành nhỏ lại, đó tính từ nhỏ. Chiu tiên de shi hou shu ye bian huang le. Vào mùa thu thì lá biến thành màu vàng, hay là lá úa rồi ha. Nai nai shuo wo bian piao liang le. Bà nội nói là tôi trở nên đẹp hơn. Qiu tiān qì bù léng le, shi ren de shēn tǐ biàn xiǎo le. Trời không có lạnh thì người tuyết, cái cơ thể của người tuyết biến nhỏ lại. Để không lạnh thì nó sẽ tan ha. Xiā tiān de shí hòu, shū yè. Hè ha. Đây. Mùa hè, xiā tiān de shí hòu, shū yè biàn lù le. Đó, mùa hè thì nó là trở nên xanh, cây lá trở nên xanh. 你喜欢秋天吗? Bạn có thích mùa thu không? 不喜欢秋天的时候，树叶都变黄了. Không thích mùa thu thì lá biến thành màu vàng. Đến với cấu trúc 是的. Cái này đối với cấu trúc này có nghĩa là ở giữa nó là một danh từ. Mama de zi xing che shi bai she de. Là đây, chữ tơ này có nghĩa là nó chỉ là zi xing che, tức là xe của mẹ thì là màu trắng ha. Có nghĩa shi de ở đây có nghĩa là thì ha, là màu trắng. Yuan zi de hoa shi hong she de. Hoa ở trong vườn có màu hồng, là màu hồng. Bạn có, 你的玩具车是什么颜色的? Cái xe đồ chơi của bạn màu gì? 我的玩具车是黄色的. Xe đồ chơi của mình là màu vàng. 春天的花是红色的. Vào mùa xuân, bông là màu đỏ. 你的球是什么颜色的? Trái bóng của bạn là màu gì? 我的球是 白色的, màu trắng thì mình nói 白色, màu đỏ là 红色. 都有, đằng trước của 都有 sẽ là một danh từ. 都有 là cũng, đây là đều. 大文家的院子有很多花, 红色的, 白色的, 都有. Cái sân vườn của nhà đại văn á, thì có rất là nhiều bông. Có bông màu đỏ nè, màu trắng, đều có hết. 我家有很多吃的东西, 面包, 水果, 都有. Nhà của tôi thì có rất là nhiều đồ ăn, bánh mì, nước trái cây, sữa tươi đều có. 你的房间有什么? 玩具书都有. Đồ chơi, sách đều có. 弟弟有很多玩具车, 大的小的都有. Em trai có rất là nhiều xe đồ chơi, lớn nhỏ đều có hết. 你的桌子上有什么? 有很多东西. 玩具书都有. Có rất nhiều đồ ha. Đồ chơi nè, sách nè, đều có hết. Thì đối với các cấu trúc tố sư ở đây, các bạn để ý là nó dùng theo phương pháp liệt kê ở đây. Ta nói đây thường liệt kê vài thứ rồi chúng ta đều nói tố dụ, là tất cả những cái món mà mình liệt kê bên trên đó đều có. Thì nó dùng trong phương pháp liệt kê ở đây.
Và cái phần đối với phần bài tập thì mình không thấy các bạn có phản hồi gì, vậy là tức là các bạn đều đã biết làm hết. À, nếu như vậy thì mình cũng không cần hướng dẫn nữa, mình chỉ up lên để các bạn tự làm. Và nếu như cần sửa bài tập á thì các bạn cho mình biết. À, tại vì các bạn không nói gì thì mình sẽ hiểu là các bạn đều biết làm hết rồi. Thì tại vì gần đây mình cũng hơi bận cho nên các bạn thông cảm giùm. Nếu có gì thiếu sót thì các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh mà cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.